Tại Đà Nẵng, mô hình kinh doanh xe bánh mì rất phổ biến. Tuy nhiên, có rất nhiều khuyết điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu khi kinh doanh mô hình này. Đó là lý do khiến chị Thảo hiện sinh sống tại Đà Nẵng với mong muốn triển khai kinh doanh mô hình bánh mì mới. Tiệm bánh mì quy mô lớn, sạch sẽ, có thể ăn tại chỗ với nhiều lựa chọn kèm theo, cùng các loại đồ uống như trà sữa, cà phê, vân vân. Mới đây, chị đã tìm đến trường Nespace và theo học phương pháp sản xuất chả lụa ngon từ thầy Y, là chuyên gia nghiên cứu ẩm thực, đã có nhiều năm nghiên cứu sản xuất các loại giò chả theo hướng công nghiệp. Món chả lụa, giò lụa phải nói là món rất là phổ biến và rất là nhiều người ưa thích. Và cái việc sản xuất kinh doanh giò lụa phải nói là một cái cơ hội cho nhiều người. Tuy nhiên cái cách sản xuất theo truyền thống làm có nhiều hạn chế, làm cho cái món giò lụa nó không đạt được cái chất lượng, cũng như là không có đảm bảo được cái độ tươi, giữ cái vệ sinh và thậm chí là an toàn trong cái món giò lụa, chả lụa. Và thầy đã nghiên cứu ra cái cách phương pháp hiện đại để hạn chế cái sử dụng những cái nguyên liệu không tốt, cũng như là không có can thiệp nhiều phụ gia để làm ảnh hưởng tới sức khỏe, và làm sao chả lụa nó giòn dai, đảm bảo cái an toàn vệ sinh cho người dùng. Trong công đoạn sản xuất giò chả lụa, thầy Y đã hướng dẫn bí quyết định lượng hương vị, chọn lựa nguyên liệu tươi ngon cho món chả lụa. Quy trình gói chả, hấp chả, làm nguội cũng được thầy Y chú trọng truyền đạt. Chị Thảo đã được thầy hướng dẫn bí quyết làm chả lụa, giò lụa ngon theo phương pháp hiện đại, cách đóng gói và bảo quản để sử dụng cho nhiều ngày. Về phương pháp sản xuất giò lụa thì thầy đã cải tiến rất nhiều, sử dụng những cái công nghệ thay cho những cái phương pháp cổ truyền. Với phương pháp hiện đại của thầy thì cái không cần cái thịt phải là nóng, chỉ cần cái thịt được bảo quản đông lạnh tốt là có thể làm được, và cái thời gian sản xuất nó nhanh và không áp lực để cho người có thể là tất cả mọi người có thể sản xuất và được cái chả lụa ngon và sạch. Bên cạnh đó, thầy Y còn hướng dẫn cách làm giò sống, chả chiên, cách bảo quản và giảm giá thành giò chả mà vẫn giữ được chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm.